Thức ăn nhanh cho tâm hồn. Số 13. Tác giả: Linh mục Francisco Xavier Trần Quảng, dòng Chúa Cứu Thế. Chủ đề: Luôn có kết quả tốt cho tính lương thiện, lòng nhân ái. Lòng tín thác vào Thiên Chúa vô cùng quan trọng. Lòng tín thác nơi Thiên Chúa dẫn ta vượt qua mọi khó khăn. Tín thác vào Thiên Chúa sẽ giúp ta cảm được lòng nhân từ của Ngài. Cảm được lòng nhân từ của Ngài, ta sẽ có được lòng nhân từ của Ngài. Có lòng nhân từ, đời sống sẽ đẹp biết bao. Mời mọi người thưởng thức câu chuyện Cây Kiếm Gỗ. Ngày xưa, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu của mình, và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống. Các vị quan trở nên mối nghi ngờ, và tương lai trở nên nỗi ám ảnh sợ hãi cho ông. Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy thèm muốn được như họ, vì ông thấy họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phác và không lo lắng cho tương lai. Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an và không lo lắng. Ngày kia, vị vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn. Người nghèo mời người ăn mày vào và cùng chia sẻ một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc và yêu đời. Vị vua giả dạng hỏi: "Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?" Người nghèo đáp: "Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh mì cho buổi tối nay." Vị vua giả dạng hỏi tiếp: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh mì?" Người nghèo đáp: "Tôi có niềm tin vào mỗi ngày. Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp." Sau khi ra về, vị vua muốn thử niềm tin người thợ giày. Ông ra lệnh cấm những người sửa giày dép hành nghề. Khi biết mình bị cấm hành nghề sửa giày dép, người thợ giày nhủ thầm: "Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp." Ngay lập tức, ông thấy một vài phụ nữ đang gánh nước ra chợ bán rau. Ông xin được gánh nước thuê cho họ. Và hôm đó, ông kiếm đủ tiền để mua bánh mì cho buổi tối. Tối đến, vị vua dưới dạng người ăn mày thăm người nghèo. Người nghèo vẫn thái độ ung dung, hạnh phúc với ổ bánh mì của mình. Hôm sau, vua ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê. Và cứ thế, người nghèo đã thay đổi nhiều nghề khác nhau. Nhưng nơi ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống từng ngày của mình. Còn vị vua vẫn không thể nào hiểu nổi sự bình an và niềm tin của người nghèo kia. Mỗi lần bị cấm hành nghề, người nghèo vẫn thản nhiên tin rằng ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Vì quá tò mò trước triết lý sống của người nghèo này, vị vua ra lệnh
và dàn xếp để người nghèo làm lính cho cung điện. Thật đáng thương, người nghèo không được phát lương hàng ngày, nhưng hàng tháng. Dầu vậy, ông đã bán lưỡi gươm và có đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Tối đến, ông vẫn có bánh mì và vẫn hạnh phúc. Vị vua giả dạng thăm ông và hỏi: "Hôm nay ông làm nghề gì mà kiếm tiền mua bánh mì?" "Tôi được làm lính cho vua," người nghèo đáp. Ông cũng đơn sơ kể rằng: "Làm lính nhận lương mỗi tháng, nên tôi đã bán lưỡi gươm thật và đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Sau khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lưỡi gươm, và như thế tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay tôi đang dùng lưỡi gươm bằng gỗ." Nhà vua giả dạng hỏi tiếp: "Nhưng nếu ông phải rút gươm ra vào ngày mai thì sao?" Người nghèo vẫn thản nhiên: "Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp." Quả thật, hôm sau người ta bắt được một tên trộm và bị kết án xử chém. Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này, vì nhà vua biết rằng với lưỡi kiếm gỗ, người nghèo này sẽ không thể thực hiện được việc này. Và như thế, để xem thử niềm tin vào triết lý sống từng ngày của ông có thể giúp ông hay không, tên tử tội quỳ mọp xuống chân anh lính và thống thiết van xin được tha mạng vì còn vợ và con nhỏ. Anh nhà nghèo trong trang phục lính nhìn đám đông xung quanh và hô lớn tiếng: "Lạy đấng tối cao, nếu người sắp bị hành quyết này là người có tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua. Nếu người này vô tội, xin hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gỗ." Ngay tức khắc, anh rút lưỡi gươm, và lưỡi gươm anh cầm trên tay là lưỡi gươm gỗ. Đám đông đồng thanh la lên: "Đây là phép lạ!" Và người bị kết án được tha. Vị vua truyền lệnh tha tên ăn trộm, đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng: "Trộm chính là người ăn mày mỗi tối tại nhà ngươi. Từ nay trở đi, trộm muốn ngươi là bạn và là quân sư cho trộm." Và hành động. Hãy làm việc thiện vì đó là việc thiện. Còn đằng sau đó, người được nhận hành vi đó như thế nào, ta hãy trao cho đấng tối cao. Chính Ngài là người phân xử mọi hành vi của ta và của mọi người. Ta không sinh ra để làm quan tòa, trọng tài, mà là anh em với người khác.